Rap Việt mùa 2, Karik chắc sẽ tham gia, những chiếc ghế nóng còn lại sẽ thuộc về ai? Bộ sợ đình đám tạo nên thành công của Rap Việt mùa 1 sẽ trở lại. Với sự thành công vang dội từ mùa đầu tiên, Rap Việt sắp sửa trở lại với mùa 2, dù mùa 1 kết thúc chưa lâu, concert bị hoãn cũng chưa thấy ngày tái diễn. Bên cạnh dàn thí sinh thì những gương mặt đảm nhận vị trí ghế nóng ở mùa này cũng gây tò mò đối với khán giả. Vậy tên tuổi nào sẽ được chọn mặt gửi vàng đây? Bộ sợ làm nên thành công mùa 1 liệu có trở lại hay không? Tạo lên sức hút cũng như thành công của mùa đầu tiên thì không thể không nhắc đến 4 huấn luyện viên Quarry, Bin, Karik, Suboy và 2 giám khảo Rusty, Rematic. Thông thường khán giả chỉ biết đến họ như những rapper có cá tính khôn ngầu, phá cách. Tuy nhiên nhờ tham gia Rap Việt mà một khía cạnh khác của họ được khám phá, đó chính là sự hài hước, đáng yêu và cực kỳ lầy lội. Chính vì vậy nhiều khán giả vẫn hy vọng bộ sậu này quay trở lại cùng Rap Việt mùa 2. Khi chương trình thông báo tuyển sinh, một gương mặt quen thuộc đã bất ngờ đánh tiếng về sự xuất hiện của mình ở mùa này, đó chính là Karik. Phải chăng huấn luyện viên của Redoki sẽ trở lại chăng? Ngoài Karik thì những huấn luyện viên giám khảo còn lại vẫn chưa có động thái gì chứng tỏ mình sẽ quay trở lại. Những nhân tố mới sẽ xuất hiện chăng? Bên cạnh dàn huấn luyện viên cũng như giám khảo làm nên thành công ở mùa 1, một số ứng cử viên khác cũng được khán giả đề cử ở vị trí ghế nóng như Turniver, Denver, Kemes, Damanik, Big Daddy. Liệu ai trong số họ sẽ đảm nhận vai trò quan trọng này? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLove. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!